Dư Huyền kính chào quý vị và bà con nông dân của Đài Phát thanh Truyền hình và Báo Bình Phước. Rất vui được gặp lại quý vị và bà con nông dân trong chương trình Nhà nông làm giàu cùng An Nông kỳ này. Thưa quý vị và bà con, hạt tiêu là loại gia vị được sử dụng phổ biến trong ẩm thực. Nó giúp tạo ra hương vị cay nồng thơm ngon cho món ăn. Ngoài ra thì hạt tiêu còn là một vị thuốc chữa bệnh của Đông y, trong đó có tác dụng kháng khuẩn rất cao nên giúp chống nhiễm trùng ở đường hô hấp, cảm cúm. Tiêu lại được trồng rất nhiều ở Bình Phước và các tỉnh miền Đông Tây Nguyên. Do vậy, vấn đề chăm sóc, phòng bệnh rồi nuôi trái hồ tiêu được bà con nông dân rất quan tâm. Phòng bệnh và nuôi hạt hồ tiêu là chủ đề được chúng tôi lựa chọn trong chương trình Nhà nông làm giàu cùng An Nông số thứ 13 này. Thưa quý vị, do dịch COVID-19 vẫn còn lây lan nguy hiểm và diễn biến phức tạp, nên chúng tôi đã kết nối trực tuyến với hai vị diễn giả của chương trình. Đó là Tiến sĩ Hồ Văn Chiến, Nguyên Giám đốc Trung tâm Bảo vệ Thực vật phía Nam. Và một người cũng rất là quen thuộc với tất cả quý vị trong chương trình chính là doanh nhân, nghệ sĩ Bích Thủy, Tổng Giám đốc Tập đoàn An Nông. Dạ vâng ạ, xin được cảm ơn hai vị diễn giả đã nhận lời mời tham gia chương trình ngày hôm nay. Và cũng xin được cảm ơn Tập đoàn An Nông đã phối hợp cùng với chúng tôi thực hiện chương trình này. Alien chính gông, thuốc đó diệt phòng luôn. Tiêu chết nhanh chết chậm, này khỏi lo nửa nè. Thuốc là Alien trừ nấm bệnh cho cây. Thuốc công năng lưu dần, gây tác động rộng nhanh, tác dụng mạnh hai chiều. Nấm bệnh rời xa cây trồng, phòng trừ bệnh cây tiêu. Alien An Nông đó nhè. Hồ tiêu là cây trồng có giá trị kinh tế cao, là mặt hàng thế mạnh của Việt Nam trên thị trường thế giới, là cây có giá trị xuất khẩu trên 1 tỷ USD mỗi năm. Hồ tiêu cũng từng là cây trồng giúp hàng ngàn hộ dân tại Tây Nguyên, miền Đông Nam Bộ, trong đó có Bình Phước trở thành tỷ phú. Theo số liệu thống kê của Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Bình Phước, toàn tỉnh hiện có 15.889 ha hồ tiêu, năng suất 18,41 tạ trên 1 ha, sản lượng đạt 24.307 tấn trên năm. Khoảng 5 năm trở lại đây, hồ tiêu rớt giá, việc tái đầu tư chăm sóc cho cây cũng hạn chế đi rất nhiều. Ngành hồ tiêu đang phải đối mặt với rất nhiều thách thức, dịch bệnh, biến đổi khí hậu, thời tiết, diễn biến phức tạp, mưa gió, hạn hán liên tục xảy ra trên diện rộng, giá cả biến động không ổn định, năng suất và chất lượng hồ tiêu chưa cao, thiếu tính an toàn, sức cạnh tranh trên thị trường kém, dẫn đến giá trị xuất khẩu thấp. Cùng với đó là việc bón quá nhiều phân hóa học, sử dụng thuốc diệt cỏ và thuốc trừ sâu bệnh không hợp lý cũng làm cho môi trường nước, đất có nguy cơ ngày càng bị ô nhiễm, khiến năng suất, sản lượng hồ tiêu liên tục giảm sút. Không phải là năm nay mà kể cả 1-2 năm về trước, thì cái đầu tư quan tâm chăm sóc của người dân về cái đầu tư về cái chế độ phân bón rồi công tác phòng sâu bệnh gì đó nó cũng không có được quan tâm nhiều. Nên ra nó gây tới ảnh hưởng tới cái hoa nó không đạt. Thì đối với những cái diện tích mà hồ tiêu mà đang còn phát triển tốt, thì hiện trạng nó phát triển tốt mà cái sâu bệnh nó ít thì cố gắng kiểm soát cái sâu bệnh cho nó tốt, rồi trong cái khả năng thì mình cũng có thể hạn chế cái đầu tư, nhưng mà mình phải kiểm soát một số cái chính là để giữ lại những cái diện tích hồ tiêu nó đang sinh trưởng phát triển tốt. Để giữ lấy diện tích hồ tiêu, Chính phủ, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Ủy ban dân tỉnh Bình Phước đã triển khai nhiều giải pháp sản xuất hồ tiêu an toàn bền vững. Điển hình là dự án mô hình liên kết sản xuất hồ tiêu an toàn giữa nông dân và doanh nghiệp tại 6 tỉnh Gia Lai, Bình Phước, Bà Rịa Vũng Tàu, Đồng Nai, Đắk Lắk, Đắk Nông do Cục Bảo vệ Thực vật đã triển khai vào năm 2018. Sau 3 năm thực hiện, dự án đã triển khai được 32 mô hình với quy mô trên 420 ha của 640 hộ nông dân tham gia. Các điểm đều triển khai theo đúng tiến độ, nội dung. Các đơn vị triển khai dự án đã hỗ trợ cấp phát vật tư cho các hộ nông dân tham gia mô hình sản xuất. Các điểm đều triển khai theo đúng tiến độ, nội dung. Các đơn vị triển khai dự án đã hỗ trợ cấp phát vật tư cho các hộ nông dân tham gia mô hình sản xuất theo quy định của nhà nước. Nhờ làm tốt, nên tại các điểm mô hình cây sinh trưởng và phát triển tốt
năng suất đạt cao hơn so với sản xuất đại trà. Nông dân tiếp cận được khoa học kỹ thuật trong việc chăm sóc hồ tiêu bền vững, an toàn, đặc biệt chú ý quan tâm đến việc sử dụng thuốc sinh học, phân bón hữu cơ để tăng sức đề kháng cho cây trồng, hạn chế sâu bệnh hại, giúp tăng năng suất, chất lượng sản phẩm hồ tiêu. Là khi mà có cái sự tác động của những cái chính sách cũng như là những cái mô hình mà cụ thể để hỗ trợ người dân trong cái sản xuất sạch an toàn thì người dân họ cũng đã có cái thay đổi về cái nhận thức trong canh tác và cái kết quả của dự án cũng là một cái sự thúc đẩy cái động lực cho người dân ngày càng người ta chú trọng hơn về cái canh tác an toàn cũng như là chú trọng hơn về cái chất lượng của hồ tiêu trong cái thời gian tới đây. Và trong cái liên kết này thì rõ ràng là doanh nghiệp cũng là đóng cái vai trò là cái người mà đặt hàng cho nông dân để làm sao đó mà cái sản phẩm của họ có nghĩa là hỗ trợ họ về cái nâng cao cái nhận thức trong canh tác, trong cái sử dụng hợp lý phân bón thuốc trừ sâu cũng như là bảo vệ cảnh quan môi trường cũng như là cái việc là bảo vệ sức khỏe người sản xuất cũng như là người tiêu dùng. Hiện nay đang là mùa mưa, cây hồ tiêu đang trong giai đoạn ra hoa, đậu trái và nuôi dưỡng trái non. Vì vậy, việc chăm sóc, phòng bệnh cho cây ở giai đoạn này là hết sức cần thiết, góp phần nuôi cây, dưỡng hạt hồ tiêu, mang lại năng suất, chất lượng cao. Qua phóng sự vừa rồi thì quý vị cũng thấy là hồ tiêu là một trong những cây trồng chủ lực của tỉnh Bình Phước. Thời điểm tiêu được giá thì hồ tiêu được gọi là cây vàng đen, mang lại nguồn lợi kinh tế lớn cho bà con nông dân. Tuy nhiên thì sau một thời gian dài tiêu rớt giá thì việc tái đầu tư chăm sóc vườn tiêu của bà con cũng bị hạn chế đi nhiều, dẫn đến việc sâu bệnh hại tấn công, năng suất thì giảm sút. Hiện nay tiêu đang ở giai đoạn ra hoa đậu trái và nuôi dưỡng trái non, do vậy việc chăm sóc phòng bệnh cho cây là hết sức cần thiết. Trong chương trình kỳ trước thì chúng tôi cũng đã đề cập về bệnh chết nhanh và chết chậm. Tuy nhiên trong mùa mưa thì bệnh chết nhanh vẫn là bệnh quan trọng nhất trên hồ tiêu, mà Dư Huyền nghĩ là rất cần phải nhắc lại. Vậy thì xin được hỏi tiến sĩ Hồ Chiến, để có thể bảo vệ hồ tiêu đang mang hạt thì đối tượng dịch hại nào là quan trọng nhất trong mùa này? Nhờ tiến sĩ hãy tư vấn cho bà con nông dân trồng tiêu ạ. Cảm ơn Diệu Hiền. Kính thưa bà con nông dân trồng tiêu, thì đợt trước tôi cũng có dịp để trao đổi với bà con về một số vấn đề bệnh ở trên tiêu. Thì cái đợt này trong mùa mưa thì Diệu Hiền có hỏi là trong cái điều kiện tiêu mang trái thì cái đối tượng dịch hại nào là quan trọng. Thì tôi xin nhắc lại là cái bệnh Phytophthora bà con. Tại vì cái bệnh Phytophthora là cái bệnh phát sinh từ đất, tức là nó nằm ở trong đất. Và khi mưa thì cái ẩm độ đất rất là cao. Và Phytophthora thì nó có hai cái giai đoạn. Một cái giai đoạn nó gọi là hữu tính. Hữu tính tức là gì? Cái động bào tử của nó là nó có đực cái, nó có thể là bắt cặp và nó có thể là lai xa. Còn một cái giai đoạn nữa nó gọi là vô tính, tức là nó sản xuất ra những cái nõn khuẩn và sợi nấm. Cái lúc này là nó không có bắt cặp, nó chỉ tấn công trên cái cây trồng mình rất là nhanh. Và bà con mình biết khi mà nước mà nó động ở trong vườn, cái vườn của chúng ta mà bị nước động đó, thì cái động bào tử của nó có cái núm ở trên đầu và ở dưới là nó có cái, nó giống như mình gọi là cái chiên mao, nó có cái que bơi, nó bơi ở trong nước được. Và khi mà nó gặp cái rễ tiêu mà bị thương hoặc là do tiếng trùng nó sẵn cái vết bệnh này kia thì nó tấn công vô. Và như vậy là bà con mình biết nó vô được cái rễ, nó nằm trong một rễ. Nó vô trong cái thân là cái thân nó bị chạy chỉ, tức là từ màu nâu nâu rồi chuyển sang màu đen. Và nó ức chế cái vận chuyển nước và dinh dưỡng từ gốc đi lên trên. Và bà con mình biết là khi cái điều kiện ẩm độ ở trên nó cao á, thì cái nấm Phytophthora nó có khả năng tấn công lên trên lá nè, rồi ở trên cái các cây dế tiêu. Okay, ngay cả cái phát hoa tiêu nó cũng có thể là nó tấn công lên trên đó. Và cái vườn tiêu mà bị bệnh Phytophthora thì chúng ta trở tay không kịp. Chúng ta thấy là nó rất là quan trọng để chúng ta phải phòng trị cho nó kịp thời. Do vậy mà tôi khuyên bà con nông dân là nên phát hiện cho sớm, đặc biệt nhất là chúng ta chú ý các cái rễ tiêu, cái lá tiêu coi nó có bị bệnh hay không để chúng ta phòng trị cho nó kịp thời. Xin cảm ơn bà con. Hiện nay các vườn hồ tiêu đa phần là đang mang trái. Vậy thì biện pháp để ngăn ngừa bệnh này thì phải làm cách nào?
tiến sĩ Hồ Chiến có thể hướng dẫn hay không ạ? Thì trước tiên đó, bà con đi xem lại cái vườn bà con. Tại vì trong cái điều kiện mưa này mà nước nó bị ứ ở trong vườn, tức là nó không thông thoáng đó. À, thì cái bệnh Phytophthora này nó rất dễ là xuất hiện và nó tấn công cái vườn chúng ta không hay. Do vậy bà con phải xem lại cái vườn của chúng ta, đặc biệt nhất là những cái vườn mà không có trồng cỏ. À, không có trồng cỏ. Thì cái đầu tiên là bà con nếu mà chưa có trồng cỏ, bà con nên xới sáo cái vườn mình lên, xới sáo cái mặt đất lên. Cái thứ hai là chúng ta bón vô cái phần hữu cơ. Thì hữu cơ tôi khuyên bà con là nên cộng với cái nấm Trichoderma, tại vì cái nấm này là cái nấm đối kháng với cái nấm Phytophthora. Nó tạo ra cái chất chitinase, nó phân hủy cái vết tế bào, tại vì cái vết tế bào của cái sợi nấm Phytophthora nó làm bằng chitin. Thì cái nấm Phytophthora nó sẽ yếu đi, nó không phát triển, hoặc là nó có thể nó chết. Và do vậy là chúng ta là cộng cái nấm Phytophthora ở trong cái phân hữu cơ mà nó có cái chất cellulose đó bà con, tức là nó không phải là qua chế biến. Thì cái này rất là tốt. Cái trường hợp thứ hai là nếu mà cái vườn của chúng ta nó thông thoáng rồi nhưng mà chúng ta chưa có trồng hoa thì khuyên bà con nên trồng hoa. Thì tôi thấy trong cái thời gian vừa qua bà con chúng ta là trồng cái hoa gọi là lạc dại đó bà con. Cái hoa nó giống như cái lá đậu phộng đó, mà cái hoa màu vàng đó, nó bò dưới đất thôi. Thì cái hoa này rất tốt. Một là nó dẫn dụ côn trùng tới cái vườn tiêu chúng ta. Côn trùng ở đây là không phải côn trùng gây hại mà nó là gọi là thiên địch. Cái thứ hai là nó sẽ làm tăng cái độ pH đất. Thì nó tăng độ pH đất lên đó, thì cái đất chúng ta sẽ nhả lại cái phân bón để cho cây tiêu nó ăn và nó phát triển nó khỏe hơn, nó tốt hơn. Cái trường hợp nữa là tôi thấy là nó ít bị tuyến trùng. Thì cái này không biết nó tình cờ hay là như thế nào, hay là nó có khả năng nó xua đuổi cái tuyến trùng. Thì tôi thấy là khi bà con trồng như thế là dường như cái tuyến trùng nó rất là thấp. Do vậy mà khuyên bà con nên trồng ở lạc dại. Cái trường hợp tiếp theo là bây giờ cuối cùng thì bà con có thể là sử dụng thuốc. Thì thuốc là trong cái điều kiện nó mưa nhiều và cái ẩm độ cao thì khuyên bà con nên phun toàn bộ cái vườn tiêu, phun ở trên rồi trên thân tiêu rồi ngay cả cái gốc, thậm chí bà con có thể là tưới xuống dưới đất luôn. Tại vì tôi nói là động bào tử của nó phát sinh từ đất, chúng ta có thể là tưới dưới. Và chúng ta cũng chú ý các con côn trùng, thí dụ như mối kiến này kia, nó có khả năng nó mang cái động bào tử nó bò lên cây tiêu. Thành ra chúng ta cũng có thể là diệt mấy con côn trùng từ đất. Dạ vâng ạ, xin được cảm ơn tiến sĩ Hồ Chiến. Về việc xử lý thuốc cho bệnh chết nhanh trên hồ tiêu thì ngay lúc này xin được hỏi chị Bích Thủy có thể giới thiệu một sản phẩm nào đó để bà con nông dân có thể khắc phục tình trạng này hay không ạ? Kính thưa bà con nông dân, Bích Thủy rất là vui khi gặp lại khán giả của chương trình Nhà Nông Làm Giàu Cùng Ăn Nông của Đài Phát Thanh Truyền Hình và Báo Bình Phước kết hợp với Tập đoàn Ăn Nông thực hiện. Hôm nay chủ đề chúng ta sẽ là cây tiêu. Trên đó thì Bích Thủy thấy bệnh chết nhanh chết chậm trên hồ tiêu là một cái loại bệnh mà bà con chúng ta rất là lo lắng. Thì như chúng ta được biết, bệnh chết nhanh trên hồ tiêu là do nấm Phytophthora gây ra. Loại nấm này phát sinh rất mạnh trong mùa mưa và tấn công vào các bộ phận của cây tiêu như là rễ nè, gốc nè, hoa, lá và ngay cả những chùm trái tiêu cũng là những cái nơi mà nấm này xâm nhập rất là mạnh. Để phòng trừ loại nấm này thì công ty Ăn Nông có loại thuốc là Alien 40SC hoặc chất là Fositin Amalium. Thì loại này đó nó có cái phổ tác động rộng mà đặc biệt là nó sẽ lưu dẫn hai chiều cực mạnh để mà nó có thể xuyên suốt qua các cái tế bào. Gốc Fositin này ức chế được sự nảy mầm của cái bào tử nấm xâm nhập và những cái việc sự xâm nhập sợi nấm bằng cách là khóa và chặn sự phát triển của sợi nấm, không cho nó sản sinh ra những cái bào tử. Nó giúp tăng cường cái hệ thống tự nhiên để mà chống lại cái sự xâm nhập của nấm vào trong cây trồng. Và liều dùng cũng rất là ít thôi, chỉ cần 250g pha cho bình 200 lít nước. Và thường thường chúng ta là pha trong cái phi lớn đó, và chúng ta phải xịt toàn bộ trên cái tán cây hồ tiêu của mình ha. Kể cả những cây không bệnh thì chúng ta cũng phải xịt lên luôn nha, chứ chúng ta không cần phải phân ra là cây nào bệnh thì xịt, cây nào không. Vì lúc đó là bào tử nấm nó lơ lửng trong không khí và nó có thể là gây bệnh cho tất cả những cái cây trong cái khu vực đó. Còn một sản phẩm thứ hai thì loại này thì nó sẽ là phổ nó không có rộng bằng cái Alien, nhưng nó sử dụng thông dụng hơn và giá cả thì mềm hơn. Đó là cái gốc Mancozeb
và công ty có cái tên là Manco An Đông với cái hàm lượng là 300 SC là dạng sữa, hoặc là chúng ta sẽ sử dụng loại 800 WB. Thì thành phần có Manco Z thì tiếp xúc trực tiếp và ức chế sự phát triển chuyển của cái tế bào nấm. Thì nếu như mà cái nấm này nó chưa xâm nhập thì nó sẽ làm một cái màng và ngăn cản sự phát triển của nấm, không cho nấm xâm nhập vào trong cái các bộ phận của cây trồng. Liều dùng thì nếu mà đối với cái loại 300 SC thì chúng ta sẽ dùng là 200 ml nước, 200 ml thuốc, hoặc là nếu dùng loại bột thì chúng ta sẽ dùng 1 kg cho chúng ta cũng phối trong 200 lít nước pha đều ha. Chúng ta phải phối cái dung dịch ra ngoài, sau đó chúng ta mới bỏ vô trong cái thùng nước rồi khuấy đều lên và chúng ta phun, cũng như chúng ta có thể là đổ xuống dưới gốc luôn, bởi vì là cái loại này á, nó sẽ xử lý lưu dẫn lên, do đó chúng ta phun và cần thì chúng ta sẽ đổ xuống gốc. Bệnh chết nhanh thì tiến sĩ Hồ Chiến cho biết là tác nhân do nấm phát sinh từ đất. Vậy có loại nấm bệnh nào cũng gây thiệt hại cho hồ tiêu đang mang trái trong mùa mưa mà phát sinh không từ đất, chẳng hạn là lây qua không khí? Thưa tiến sĩ Hồ Chiến. Cảm ơn Diệu Hiền. Bây giờ Diệu Hiền hỏi chứ ở trên nó còn có cái bệnh nào nữa hay không, thì đúng là ở trên cái vườn tiêu như tôi nói tới là rất là nhiều loại côn trùng cũng như rất là nhiều cái loại bệnh. Thì một cái loại bệnh mà nó nằm ở trên không, nó qua cái không khí là cái bệnh thắng thư. Tôi thấy là trong cái điều kiện mưa này là cái bệnh thắng thư rất là quan trọng. Nó do cái nấm là Colletotrichum. Thì cái bệnh thắng thư bà con thấy, tôi thấy là dường như nó xuất hiện trên tất cả các loại cây trồng. Tôi chưa có chú ý những cái cây trồng quan thôi, còn những cái cây mà chúng ta gọi là khai thác về kinh tế được đó, là dường như nó xuất hiện hết. Ví dụ như cây sầu riêng, rồi cây mít, cây chôm chôm, rồi cây bưởi, vân vân, đều xuất hiện cái nấm bệnh Colletotrichum này, và nó gây ra cái bệnh mình gọi là thắng thư. Và cái bệnh thắng thư này là cái bào tử nó nằm trong không khí, nó phát tán nhờ cái không khí, và gặp cái ẩm độ mưa cao như thế này thì cái bào tử nó sẽ xuất hiện và nó nảy mầm, nó tấn công lên trên cái lá, ngay cả cái bông, vì trong trái cũng vậy, nó cũng bị luôn. Do vậy mà chúng ta thấy là cái bệnh thắng thư này thì chúng ta phải phát hiện cho nó sớm, chúng ta ngăn ngừa lại. Tức là chúng ta phòng những cái lá chưa có bị bệnh, còn cái trị là những cái lá bị bệnh rồi đó bà con. Khi bà con thấy là nó xuất hiện, thậm chí bà con cũng có thể phun ngừa. Thì khi mà chúng ta phòng trị là sao? Chúng ta nhìn vô cái vết bệnh. Một là cái thân nó thường thường là nó lúc đầu là nó xuất hiện nó có hơi màu nâu chút xíu, sau nó hơi móp vô và nó có màu nâu đen, thậm chí nó nứt luôn cái thân đó bà con. Đó là cái bệnh thắng thư. Còn ở trên lá nó, thì thường thường nó đi từ rìa nó vô, và bà con nhìn kỹ nó có những cái dòng, nó giống như cái nấm intact na da, tức là giống như có những cái dòng nhỏ bằng sợi chỉ, nó chạy gì đó. Bà con nhìn thấy rất là rõ đó, thì đó là cái bệnh thắng thư. Còn ở trên phát qua tiêu, ngay cả trên cái giá tiêu, cái cuốn tiêu, nó cũng tấn công, nó làm cho cái hạt tiêu mình nó bị teo tóp đi và nó rụng cả nguyên cái phát hoa tiêu. Rồi cái nữa là từng cái hoa tiêu là cái hoa lưỡng tính, thành ra bà con thấy là khi mà tấn công một cái hoa thôi là cái chỗ đó là nó hư, nó không có thụ phấn thụ tinh được. Và chúng ta thấy là giống như một cái phát hoa tiêu mà có nhiều chỗ là không có cái hạt tiêu nào ngay đó, mình gọi là giống như súng răng đó. Nó thành ra chúng ta phòng trị của nó là rất là đơn giản, tại vì cái thuốc hiện nay tôi thấy là rất nhiều loại thuốc để chúng ta phòng trị cái bệnh thắng thư. Tuy nhiên á, bà con cũng nên thay đổi cái gốc thuốc để có cái cơ may là mình tạo ra cái điều kiện, có cái cơ chế tác động khác nhau thì chúng ta dễ phòng trị các loại sâu cũng như bệnh một cách là hiệu quả cao hơn. Dạ vâng ạ. Nếu vườn trồng hồ tiêu nào cũng được thông thoáng bên trên, rồi cơ cấu đất tơi xốp, có vi sinh vật hữu ích hoạt động nhiều, cây trồng sẽ khỏe thì cây sẽ không bị bệnh hay là ít bệnh. Tuy nhiên, ông bà ta thường nói sâu nào thì sâu nấy. Ý muốn nói ở đây, hễ có cây trồng thì chắc chắn là sẽ có sâu bệnh đi kèm theo, là khó tránh khỏi. Ngay cả con người của chúng ta cũng vậy, khi bị bệnh rồi thì chúng ta cũng cần bác sĩ và thuốc. Đối với trường hợp hồ tiêu bị bệnh thắng thư như tiến sĩ Hồ Chiến vừa chia sẻ, thì sản phẩm nào của công ty sẽ giúp người nông dân ngăn ngừa khi mà bệnh thắng thư xuất hiện, thưa chị Bích Thủy? Như tiến sĩ Hồ Chiến vừa nói á, thì cũng có những cái loại bệnh là như khác như là thắng thư. Thì đối với bệnh thắng thư á, nó không phải ở trên cây tiêu không đâu, mà nó phát triển rất mạnh ở trên những cái loại cây cho cái trái mềm như là trái xoài
hay là trái trái mận. Rồi ngoài ra thì cây sầu riêng cũng bị nè, thanh long cũng bị nữa. Thì cái loại này á, Bích Thủy đề cập tới cái bệnh thắng thư này á, là thường hay thấy trong mùa mưa, và độ ẩm không khí trong vườn á, càng cao mà mưa đêm á, thì làm cho độ ẩm nó cao và nó tù, thì là bào tử nấm phát triển rất là mạnh. Như là Bích Thủy vừa kể trên á, thì chúng ta có thể sử dụng măng cô ha, là thành phần măng cô Z, hoặc là chúng ta có thể sử dụng cái Furama. Cái việc mà sử dụng Furama với thành phần là Luzanan và Metalaxin M đó, thì thuốc này cũng giúp cho là chữa bệnh chết nhanh ở cây hồ tiêu, được xử lý thật nhanh, và đồng thời gốc Furama này oxy hóa cái phốt pho trong cơ thể của cái sợi nấm, nó làm cho sợi nấm ngưng hoạt động. Còn cái gốc Metalaxin á, thì nó sẽ thấm sâu trong cái tế bào của cái nấm á, và nó lưu dẫn trong đó, nó ức chế sự tổng hợp cái axit và làm sợi nấm sẽ không phát triển được. Có nghĩa là cái tác động cả hai chiều luôn, phía bên ngoài và bên trong của cái nấm, để là không phát triển được. Và theo như Bích Thủy á, thì trong cái thời gian mùa mưa đó, nó rất nhiều loại bệnh, thì chúng ta nên sử dụng phun phòng. Phun phòng thì cái thuốc mà phun phòng tuy là đắt tiền nhưng nó lại là hiệu quả rất cao, đó là Mifactor. Nó là sự kết hợp hài hòa giữa Azoxystrobin và Difenconazole. Đây là một loại thuốc rất là tốt mà Bích Thủy nghĩ là chúng ta sử dụng thì sẽ lợi rất là nhiều, vì nó là 3 trong 1 luôn. 3 trong 1 có nghĩa là nó xử được nấm này, nhiều loại nấm gọi là tạp nhiễm. Dạ vâng, nãy giờ thì chúng ta đang đề cập về bảo vệ hồ tiêu mang trái, đặc biệt là trong mùa mưa. Hai vị diễn giả nói rất nhiều về bệnh phát sinh từ đất và từ không khí. Vậy còn đối với côn trùng gây hại thì bà con cần phải chú ý đến đối tượng nào? Và với câu hỏi này thì Diệu Hiền xin mời tiến sĩ Hồ Chiến tư vấn cho bà con ạ. Chúng ta quản lý gọi là phòng trị cái con sùng trắng này như thế nào thì thường thường bà con biết, tức là cái con sùng trắng này là nó khoái cái đống rác, đống rơm mục, thành ra nó đẻ, con trưởng thành nó đẻ ở dưới, thì chúng ta phải vệ sinh vườn, khuyên bà con là không nên để cái rác để thành đống ở chỗ đó, nó dễ dàng nó con trưởng thành nó chui vô nó đẻ trứng. Cái nữa là khuyên bà con nông dân là không nên bón cái phân tươi, đặc biệt nhất là phân bò tươi nha bà con. Thì trước đây thì tôi cũng biết có nhiều bà con nông dân là trồng cao su mà bón cái phân bò tươi đó, thì cái con trưởng thành nó chui vô cái đống phân bò tươi, nó đẻ trứng và sau này nó cắn cái rễ của cái cây cao su. Và do vậy cây cao su nó bị suy kiệt. Thì bà con không nên bón những cái loại phân mà nó có còn tươi, nó chưa quay mục. Cái nữa là bà con có thể là trồng cái cỏ dại để tạo cái điều kiện cho thiên địch nó cư trú trong đó, thì cái con trưởng thành nó ít, nó không có tới được. Còn cái trường hợp nữa là bà con biết rằng trước đây tôi biết là ở cái chi cục trồng trọt và bảo vệ thực vật Bình Phước có làm cái bẫy đèn, thì cái con trưởng thành cái con này nó lại thích ánh sáng bẫy đèn, và ban đêm nó bay vô trong đèn thì anh em mới lấy cái lưới cá của mình quấn xung quanh, thì nó bay vô nó dính cái lưới cá là anh em bắt. Tôi thấy đây là một cái tiến bộ, đây là một cái phát minh rất tốt, một cái sáng kiến rất là hay. Thành ra chúng ta thấy là đó cũng là một cái hình thức để mà quản lý cái con trưởng thành, nó không có xuống đất nó đẻ được. Và cái cuối cùng là sao? Thì chúng ta cũng phải phòng trị bằng hóa học. Thì thường thường thì cái hóa học đưa vô đất thôi, bà con nên cẩn thận chút xíu. Tại vì không phải là cái miếng đất là chúng ta nhìn vô nó chỉ là đất, mà trong đó có cái hệ vi sinh vật rất phong phú bà con. Mà hầu hết nó là cái vi sinh vật là có lợi, còn có hại rất ít, tại vì cái có lợi nó kiềm hãm. Do vậy mà chúng ta nên sử dụng những cái loại thuốc mà ít độc với cái vi sinh vật đất. Tôi lấy thí dụ như bà con có thể là trị cái con rệp sáp đó bằng cái thuốc, cái gốc là azadirachtin, thì cái này là nó chiết xuất từ cái cây nêm đó bà con. Nó có khả năng nó trị được cái tiến trùng luôn đó, và có khả năng trị luôn được cái con sùng trắng này đó. Và bà con biết là nếu con rệp sáp thì nó có cái lớp sáp bên ngoài, thì bà con có khả năng là bà con hòa thêm cái nước rửa chén Mỹ Hảo hoặc là cái dầu khoáng thì rất tốt bà con, để cho nó tróc cái phần lớp sáp đó thì cái thuốc nó ngấm vô thì nó chết. Cái gốc azadirachtin là gì? Ngoài cái vấn đề cái tạo cái sự là ngán ăn của ấu trùng, nó còn
chống lại là không cho lột xác, tức là nó không chuyển qua cái tuổi mới, mà không như vậy là nó ở hoài cái tuổi cũ, nó ăn ít đi và cuối cùng là nó chết. À, thì tôi nghĩ rằng cái thuốc azathioprine nó không có hại vi sinh vật đất mà nó phòng trị được một số đối tượng. Thưa quý vị, sung trắng là đối tượng côn trùng khá nguy hiểm vì cắn đứt rễ của hồ tiêu, khiến cho cây tiêu khó phát triển, đúng không chị Bích Thủy? À, chị Bích Thủy có bổ sung thêm gì về vấn đề này hay không ạ? Như chúng ta thấy là chúng ta nghe là tiến sĩ Hồ Chiến đề cập về phân bò tươi, gặp phải những đối tượng sùng trắng cắn rễ thì phân bò tươi nó chưa quay một cái sùng trắng sẽ lấy đó làm thức ăn, là nơi cư ngụ để ấu trùng nó phát triển thành trùng đó, và như vậy thì nó sẽ đẻ ra tiếp đó. Vậy Bích Thủy khuyên là cây hồ tiêu của mình á, xung quanh á, cái trụ á, chúng ta sẽ là dùng phân hữu cơ. Phân hữu cơ từ 2 đến 3 kg á, cách cái trụ, chúng ta nhớ là cách cái trụ nha. Phân Genki và Hasake thì được nhập khẩu từ Nhật Bản, dùng để cải tạo đất nè. Và nói chung là nó rất là tốt. Đặc biệt á, là nó đã được công nghiệp chế biến rồi nên nó không là thức ăn của con sùng trắng. Như vậy là chỉ lại là cái anh chàng sùng trắng này cũng sẽ không có nơi để mà cư ngụ xung quanh cái gốc hồ tiêu của mình. Nếu như vườn hồ tiêu bị sùng trắng thì Bích Thủy cũng nghĩ là chúng ta phải xử lý. Mặc dù nó không có cái nguồn thức ăn từ cái phân của mình nhưng mà nó sẽ tìm nguồn thức ăn từ trong lòng đất. Do đó chúng ta cần phải xử lý đất ở khu vực này. Chúng ta dùng phân Genki thì nó cũng tươi xốp và các vi sinh vật ở trong đất nó phát triển tốt, nó cũng ức chế cái sự phát triển của con sùng trắng. Tuy nhiên chúng ta vẫn phải dùng thuốc để cho nó an toàn và triệt để, đó là chúng ta sẽ dùng cái gôn gương 0,3 hay là 0,6 OC với thành phần là azathioprine được chiết xuất từ cây xoan. Thuốc này vừa diệt được ấu trùng chống lột xác và diệt luôn được cả tuyến trùng bướu rễ trong mùa mưa, và xử lý được luôn được cả cái con sùng trắng đó. Dạ vâng. Thưa quý vị, qua phần tư vấn của hai vị diễn giả thì phần nào có lẽ quý vị và bà con nông dân cũng đã hiểu sâu thêm về những bệnh hại trên cây tiêu ở giai đoạn mùa mưa khi cây tiêu đang mang trái, qua đó tìm ra được phương pháp để điều trị nó một cách hiệu quả nhất. Và ngay lúc này, để thay đổi không khí, Dư Hiền xin kính mời quý vị và bà con nông dân chúng ta hãy cùng theo dõi một tiểu phẩm do nhóm kịch Tình Ca Bắc Sơn thể hiện. Làm cái gì á mà hai má con ăn mà sớm dữ vậy nè, còn cái mặt năm nữa năm cái gì mà rầu vậy, mới sáng sớm rầu dữ vậy à. Rầu quá Chính ơi, Chính biết sao không, hôm nay còn phải ráng cơm sớm ăn xong mình lên rẫy xem sao. Dạo này cái tiêu á, cái đọt nó cứ chết sớm hoài đó, thành ra là bây giờ má con cứ rầu không chịu ăn, con sợ bệnh thôi. Con hãy đọc mấy cái tài liệu đi, mấy cái tài liệu nói về cây tiêu cũng có nhiều cái nó chỉ hay lắm á. Mà Chính biết sao không, theo cái tài liệu con đọc được á, thì cái loại mà gây ra bệnh chết chậm cho cây tiêu á là do rất là nhiều loại nấm, trong đó nó có cái nấm mà Rhizoctonia nè, rồi việp sáp hại rễ nè, rồi tuyến trùng nè, nó gây bú rễ nè, còn đặc biệt nó có thêm một cái loại mà gây ra bệnh đó nữa là cái loại nấm Fusarium nữa. Mấy cây hồ tiêu nhà mình bệnh này nè con. Cái nấm Fusarium á, nó cái bào tử nấm của nó bình thường á, trong môi trường mà không có cây trồng gì hết thì nó ở cái thể tự do. Nhưng mà mình trồng cây một cái là bắt đầu nó phát triển lên, nó ký sinh vô cây là bắt đầu nó gây hại cho cây. Nó rất là mà nặng khi mà nó xảy ra ở cái rễ. Mấy năm thấy á, cái triệu chứng gây hại ban đầu á, cây có hiện tượng là vàng lá. Phải rồi. Tán cây rủ, lá rủ hết trơn, cây suy yếu, lá rụng từ từ, có thể kéo dài cả năm luôn á. Bệnh nặng thì có thể chết một giây, có khi sẽ rụng luôn. Cái nấm Fusarium này nè, nó tấn công á, thì mình thấy rằng là khi mà cây nó chết mình chẻ ra đó, mình thấy có những cái đường sọc sọc trong cái thân á, con biết không, cái thân của cây tiêu á nó bị nâu đi, nó có cái màu nâu đó là chính là nó đã tắt cái đường dẫn dinh dưỡng lên cho cây rồi, nên là cây thấy cái hiện tượng là nó chết chậm từ từ và đó, thời gian lâu nó sẽ chết luôn cả cái cây luôn đó. Đúng đó. Rồi, nhà. Ủa, nếu vậy á, thì đây là cái loại mà nấm
mà nó sinh ra, phát sinh ra từ đất đúng không? Ừ. Do vậy nếu mình phòng trị chung á, thì cái biện pháp canh tác là một cái biện pháp đó là tốt. Đúng rồi, canh tác làm đất á. Dạ đúng rồi, mình làm cái khi mình làm liếp mình làm cái mô cao tương đối cao ráo chút xíu, có cái rãnh thoát nước đàng hoàng cho nó thông thoáng, không bị cái rễ nó không bị úng. Rồi mình bón phân chuồng thêm, rồi bón phân thêm cái nấm Trichoderma để mình cải tạo đất, giúp cho cái vi sinh vật trong đất nó phát triển có lợi ha chính. Cái gì cũng là tốt chính. Đúng rồi, cái biện pháp mà canh tác có nghĩa là mình làm đất á, yeah, là rất là quan trọng. Nhưng mà nếu trong trường hợp á, mà mình sử dụng cái hóa chất để xử lý á, thì cũng đơn giản lắm. Mình có thể sử dụng cái Alien của tập đoàn Nông nè, cái gốc Fositin nè, cái này á, mình dùng, nếu mà dùng loại 400 SC là cái dạng nước á, thì chỉ cần mình pha với cái độ 0.4 đó. Còn dùng cái loại mà 800 mg á, là cái loại bột á, thì mình chỉ sử dụng là 1 kg đến 1.5 kg á, thì mình cứ pha, sau đó mình phun đều ra. Rồi chúng ta cũng có thể sử dụng một cái loại thuốc bằng nước nữa, tên cũng rất là dễ nhớ, đó là Annamycin, gốc là Nimamycin 100 sb. Cái loại này thì xài rất là ít, là bởi vì chỉ 100cc thôi, pha vô một bình 200 lít nước, rồi mình cứ phun đều cho nó ướt hết trơn cái khu vực mà nó cây mà mình bị nhiễm bệnh đó. Năm nghe nói cây tiêu á, dùng phân bón hữu cơ nè, nhập từ Nhật nè, có hàm lượng hữu cơ rất là cao, 50% luôn á. Đó là phân gen kia đó con. Dạ. Nè. Cái loại này là năm xài cho mất đó. Phân hữu cơ này á, có thêm thành phần nè, lân nè, kali nè, silic nè, canxi nữa. Canxi. Ừ. Nói chung là phân gen kia mình sử dụng á, số lượng á chỉ 1 kg đến 2 kg cho một gốc thôi, tức là khoảng chừng 250 đến 300 kg cho một hecta thôi. Nhưng mà đặc biệt là nó sẽ giảm được tới là 20 đến 30% cái đạm bón vô trong gốc thì rất là đỡ. Và đồng thời hồi nãy con nói về cái vấn đề mà làm đất á, dạ, thì cái phân gen kia này hỗ trợ cho đất mình làm gì? Nó cơ cấu đất nó được cải tạo, nó sẽ là tăng độ phì nhiêu cho đất, tươi xốp. Đặc biệt là cái vi sinh vật hồi nãy con đề cập tới đó, trong đất nó sẽ phát triển rất là nhiều, và trong cái phân này nó có là trung đa và vi lượng nữa. Nói chung là xài thêm cái phân hữu cơ Genki này nè, sẽ giúp cho là cây mình tăng cường sức khỏe rất là tốt. Ở cây tiêu á, là tại vì cái trái nó chín mà cần cái màu đẹp nè, chứ cần phải cay nè, cần phải chắc hay chắc hạt nè, cho nên là cái lúc mà sắp thu hoạch là cái rễ của cái tiêu nó vẫn hấp thụ dinh dưỡng, nó vẫn ăn bình thường, khác đi lúa. Bởi vì cho nên năm có tìm ra cái thuốc nào xử lý chưa, sử dụng chưa? Theo năm á thì cái này mình phải dùng phân bón qua lá, ăn nông rau, kali nó cao. Sản phẩm này trong đó là kali hữu hiệu tới 30% lần đó, 30%. Mà kali á là giống như mình hồi nãy mới vừa nói, giúp cho cái chất lượng của cây tiêu. Yeah. Đó, mùi vị và màu sắc của cây tiêu rất là tốt, mà đặc biệt kali nó có trong lá với lại trong thân thì nó lại chống được cái dịch hại đó. Mà năm nghiên cứu kỹ cái liều sử dụng nha. Dí dỏm, hài hước, thiết thực. Tiểu phẩm vừa rồi của nhóm kịch tình ca Bắc Sơn cũng đã bổ sung thêm kinh nghiệm cho bà con nông dân chúng ta trong việc chăm sóc vườn tiêu nhà mình, đúng không ạ? Và thưa quý vị, theo tìm hiểu của Diệu Hiền á, thì thời gian trổ bông của hồ tiêu kéo dài từ 15 cho đến 20 ngày. Sau đó là đến giai đoạn hồ tiêu đậu trái và nuôi trái. Do vậy, Diệu Hiền nghĩ rằng ở giai đoạn này, cây cần một lượng dinh dưỡng rất là lớn để nuôi trái, nuôi cây. Thưa tiến sĩ Hồ Chiến, trong giai đoạn này, bà con nông dân phải bổ sung dinh dưỡng cho cây như thế nào? Và liều lượng ra làm sao? Ngay lúc này thì xin được chờ phần tư vấn của tiến sĩ ạ. Thì đối với cây tiêu mà chúng ta bón phân cho cây tiêu á, thì thường thường theo công thức chung là 300 đạm, 200 lân và 200 kali. Và thậm chí có nhiều cái công thức là chúng ta biết là bà con bón lên tới 300 kali. Thì cái đó là tập trung cho một năm, tức là chúng ta bón thường thường là bón 5 lần. Thì bà con bón là từ cái lúc mà để cho phục hồi cây tiêu đó sau khi thu hoạch đó, cho tới cái lúc ra qua thì thường thường bà con bón 3 lần. Và sau khi ra qua cho tới thu hoạch thì bà con thêm bón thêm 2 lần nữa. Thì cái giai đoạn này bà con cứ bón theo cái tỷ lệ như sau. Tại vì tính cái tỷ lệ nó dễ hơn bà con, mình tính theo hecta là sao, phải tùy theo bà con trồng cái chói, tức là cái nọc tiêu kiểu nào đó, thì cái mật độ trồng nó khác nhau, và cái vườn tiêu phát triển nó khác nhau nữa. Do vậy mà do cái kinh nghiệm của bà con nông dân là tôi nghĩ là tốt nhất. Cái bà con của Việt Nam mình thì trồng tiêu là coi như đứng nhất thế giới rồi đó, rất tốt, vườn rất đẹp. Thì cái tỷ lệ bón cho từng gốc
thì bà con tính là 3-2-2, tức là 3 đạm thì 2 lân và 2 kali. Còn cái bón mà bón ở cái đợt gần cuối á, thì bà con có thể là hạ xuống, hạ cái tỷ lệ này xuống, là chúng tôi khuyên bà con nông dân đó là 2 rồi 1-1. Thì cái đó, cái tỷ lệ đó là nó tốt hơn. Còn cái phần mà bón thêm cái phân chuồng thì hàng năm bà con cứ thêm cái phân chuồng này cỡ khoảng từ 1 cho tới 2 tấn phân chuồng là tốt nhất. Bà con bón hai đợt, một cái đợt là gần đầu mùa mưa và cuối mùa mưa. Còn riêng cái dôi thì bà con cũng có thể là bón thêm cái dôi từ 500 cho tới 1 tấn cho 1 hectare. Tại chúng ta bón cái phân dôi vô là để nó tăng cái độ pH. Mà khi đất mà tăng độ pH tới là chúng ta thấy là nó giảm cái độ phèn đó, thì cái cây tiêu nó mới ăn được cái dinh dưỡng. Và như vậy là sao? Cái cây tiêu nó khỏe mạnh, năng suất cao mà nó kháng được cái sâu bệnh. Sâu bệnh ngoài ra bà con nên chú ý là tăng cường thêm cái phân trung và di lượng. Thì cây tiêu nó rất thích là cái calcium. Tại vì cái vỏ tiêu, cái hạt tiêu, cái nhân tiêu đó là nó cứng. Cái silic, đặc biệt nhất là cái magie và cái lupin. Đó, thì những cái này nó sẽ tạo cho cây tiêu khỏe và chống chịu được sâu bệnh, mà nó tăng cho cái chất lượng của tiêu nữa, nó hỗ trợ cho cái kali để cho cái chất lượng tiêu mình nó thơm ngon và chín, nó tốt, hột tiêu nó tròn. Thì trong cái di lượng thì bà con cũng nên chú ý là cái kẽm, rồi cái sắt, rồi cái bò, cái silic, là những cái chất này nó hỗ trợ cho cây tiêu chống chịu sâu bệnh và cây trái nó sẽ sai hơn, nhiều trái hơn. Thưa chị Bích Thủy, Diệu Hiền được biết là ở tập đoàn An Nông của chúng ta hiện có rất nhiều loại phân bón cho cây tiêu ở giai đoạn này. Vậy thì ngay lúc này chị có thể cung cấp cho bà con, nông dân những cái sản phẩm mà bà con có thể sử dụng cho vườn tiêu nhà mình trong giai đoạn hiện nay, đó là giai đoạn chăm sóc hồ tiêu nuôi trái. Nói về cái giai đoạn chăm sóc hồ tiêu thì Bích Thủy cũng muốn cung cấp đến bà con một số cái phân bón. Ngoài cái việc phân bón hóa học mà chúng ta phải thường xuyên bón theo định kỳ, thì cái phân bón hữu cơ Genki Hasake này được nhập khẩu từ Nhật Bản, mà anh Hoàng Hải và Bích Thủy cũng đã từng đi qua cái nhà máy này để xem cái quá trình, cái quy trình sản xuất khép kín của họ rất là tiên tiến. Và Bích Thủy thấy là dân Nhật ở bên nước Nhật á, người ta trồng cây á, nhất là trồng rau màu, thì người ta sử dụng loại phân này rất là nhiều, người ta hạn chế sử dụng phân hóa học. Ngoài cái Genki ra đó, thì chúng ta nên bón một số loại phân bón qua lá, như là cái 2 canxi club, thì nó có cái canxi, magie, đó, là hai thành phần chính mà trong giai đoạn phát triển của hồ tiêu, nhất là trong giai đoạn mang hạt, rất cần. Đó. Chúng ta thấy rằng là ngoài hai cái nguyên tố vi lượng cần thiết đó, thì chúng ta thấy nó cũng bổ sung là kẽm nè, đồng nè, rồi mangan, và đặc biệt là nó có một phần đạm trong đó. Cái nguyên tố vi lượng ngoài việc giúp phát triển cho cái sản phẩm của, cho cái cây trồng của mình để chống chịu được sâu bệnh, thì chúng ta phải nhớ rằng nó sẽ tăng cường cái chất lượng. Thí dụ như đối với cây hồ tiêu thì nó sẽ làm cho cây hồ tiêu mình nó có cái vị cay và đặc biệt phải có mùi thơm đặc trưng. Thưa quý vị, cây hồ tiêu càng lâu năm thì càng cao, có cây cao từ 5 cho đến 10 mét. Tiêu từ khi ra bông đến chín mất từ 7 đến 8 tháng, do đó cây cần một lượng dinh dưỡng rất lớn. Vậy để bổ sung dinh dưỡng cho cây hồ tiêu giai đoạn chắc nhân, có những phương pháp nào để cho trái lớn và cho năng suất cao? Với câu hỏi này, xin được mời tiến sĩ Hồ Chiến ạ. Thì nãy tôi cũng nói vấn đề là bón phân cho cây hồ tiêu rồi, không? Chúng ta một năm thì chúng ta là bón 1 hectare là 300kg đạm, rồi 200kg lân và 200kg kali. Thì tôi xin nhắc lại, tức là cây lân và cái kali là nó sẽ hơi quyển chuyển chút, còn 300kg đạm mà chúng ta nên cố gắng là giữ cái mức độ đó. Còn riêng mà chúng ta thấy là cây tiêu đang mang trái mà nó vẫn thiếu phân, nó gọi là bón dội thêm hoặc bổ sung gì đó tùy theo bà con gọi, thì tôi thấy là bà con nên chú ý là nếu mà cái lá tiêu mà nó không phát triển bình thường thì chú ý coi chừng nó thiếu cái trung và di lượng bà con. Tại vì cây tiêu nó rất cần ba cái trung và di lượng như thế này. Một là cái calcium, tại vì cái calcium là cái chất để nó thành lập cái vách tế bào rất là tốt bà con. Cái thứ hai là cái magie, cái thứ ba là cái lupin,
thì cái lưu huỳnh là nó giúp cho cây tiêu nó vận chuyển, nó quang tổng hợp rất là tốt. Và ba cái anh này là cây tiêu cần thiết. Ngoài ra bà con có thể là hỗ trợ thêm cái vi lượng khác, ví dụ như sắt, đồng, kẽm, ngay cả bo để cho cây tiêu nó cứng. Và chúng ta thấy là bo nghe, rồi cây ngay cả silic nó giúp cho cái hạt tiêu chúng ta tròn trịa, thì nó có cái chất lượng là thơm hơn, ngon hơn. Và thường thường trong cái tiêu thì chúng ta thấy là cái hàm lượng kali luôn luôn cao để cho cái chất lượng trái nó ngon và nó thơm. Ngay cả cái mẫu mã khi mà chúng ta thấy là nó chín, nó cũng màu nó cũng rất là đẹp. Còn cái vấn đề là NPK, tức là cái đa lượng đó, thì tôi khuyên bà con là nên bón ba số gần nhau. Nếu mà nó gọi là nó hơi bị suy kiệt thì đạm là 1, lân cũng là 1 và kali cũng là 1, tức là tỷ lệ 1:1:1. Thì bà con cái can vô đó, và tùy theo cái giai đoạn sinh trưởng cũng như là cái mức độ phát triển của cái cây tiêu. Tại vì có những cái cây tiêu là tôi thấy bà con thấy là lâu năm nó lên khoảng cả chục mét luôn, rất cao. Và có những cái vườn tiêu thì nó thấp, và vườn tiêu mới trồng thì tùy cái đó mà bà con mình cân đối, tức là mình nắm cái tỷ lệ đó bà con có thể là di du ở trong cái điều kiện bón. Dạ. Thưa chị Bích Thủy, để chăm sóc cây tiêu ở giai đoạn này, công ty của mình có sản phẩm nào để chăm sóc cây không ạ? Đặc biệt là những sản phẩm phân thuốc sinh học đó chị. Để chăm sóc cây hồ tiêu giai đoạn mà có sản phẩm thì chúng ta lưu ý, chúng ta sẽ sử dụng phân bón tiếp theo vẫn là phân bón hữu cơ và phải là thuốc sinh học. Do đó mà Bích Thủy không quên giới thiệu đến quý vị một cái sản phẩm thuốc sinh học là Vinup. Cái sản phẩm này là Ametin cộng với Adizaxantin. Thì nó xử lý được rất nhiều. Ngoài cái việc khi nãy Bích Thủy đã giới thiệu, chúng ta sẽ tưới xuống gốc để xử lý côn trùng trong đất, trong đó có con sùn trắng. Thì chúng ta cũng thấy rằng là nếu ở giai đoạn hồ tiêu mang trái mà mọt một cành làm chết cành thì nó cũng làm giảm cái năng suất rất là nhiều. Và rẹp xuất hiện ở các giác hạt tiêu cũng sẽ làm cho hạt tiêu bị hư hỏng. Do đó cái Vinup này chúng ta sẽ pha với 200cc cho một cái phi lớn và phun xịt. Đặc biệt là nếu như muốn cái hiệu lực cao hơn thì chúng ta phải pha chung với DK909 2%. Có nghĩa là 100 lít nước thì trong đó có 2 lít DK909. Phun đều trên tán cây. Và Bích Thủy cũng nhấn mạnh một điều nữa là khi chúng ta xử lý thì chúng ta xử lý đều hết, chứ không phải chỗ nào mình phát hiện thì mình mới xử lý. Bởi vì khi mà có dịch rồi thì nó sẽ lây lan rất là nhanh, chúng ta không có thời gian để mà kiểm soát từng cây và cũng như không có thời gian để ngăn chặn nếu chúng ta không xịt trước. Thì sau 7 ngày chúng ta sẽ phun lại nữa, bởi vì là trứng rẹp và mọt một cành lúc đó có thể là nó ở trong hoặc là nó chưa nở thì nó sẽ không được xử lý. Thì đây là lần xịt thứ hai để triệt cho cái phần trước. Riêng đối với dầu khoáng thì cái dạng paraffin có cái cấu trúc carbon nó dây thẳng, nó ức chế hô hấp, nó làm cho côn trùng bị thiếu oxy, dễ chết và trứng thì không nở. Dầu khoáng này nó sẽ bẻ gãy ánh sáng trực xạ nên rất an toàn cho môi trường. Bà con chúng ta sử dụng thì sẽ theo khuyến cáo của nhà sản xuất để chúng ta sử dụng như thế nào cho hiệu quả cao nhất và cũng như là đỡ tốn tiền nhất. Lúc nào cái Thủy hướng dẫn cho bà con cũng không bao giờ hướng dẫn bà con sử dụng cái loại thuốc mắc tiền mà tôi vứt như thế nào, tùy theo cấp độ bệnh. Nếu mà vừa phải chúng ta sử dụng loại thuốc cái phổ nó hẹp hơn thì cái giá tiền nó sẽ rẻ hơn. Còn đối với những cái loại mà cùng một lúc nhiều bệnh hoặc là cùng một lúc áp lực cao thì Thủy mới hướng dẫn quý vị sử dụng những cái loại thuốc mắc tiền hơn. Nếu như quý vị còn bất kỳ một sự thắc mắc nào thì hãy liên hệ với Bích Thủy qua Facebook An Long Bích Thủy đang trực tiếp chương trình trên, hoặc là điện thoại trực tiếp số 0934779900. Quý vị ơi, chúng ta sẽ có một sự kết nối thông qua đài truyền hình và báo Bình Phước để mà thực hiện những chương trình như thế này. Mong rằng bà con chúng ta sẽ thường xuyên theo dõi. Xin cảm ơn và trân trọng kính chào. Mong rằng quý vị chúng ta sẽ bình yên trong giữ gìn sức khỏe và bình yên trong cái dịch bệnh đang phát triển ghê gớm như thế này. Dạ vâng ạ, xin được cảm ơn chị. Thưa quý vị, đến đây 45 phút dành cho chương trình đã hết rồi ạ. Diệu Hiền và hai vị khách mời, thật sự là cảm ơn tất cả quý vị
và bà con nông dân chúng ta đã dành thời gian để xem chương trình. Và mến chúc quý vị thật nhiều sức khỏe, thực hiện tốt công tác phòng dịch để cùng nhau đẩy lùi dịch bệnh, cùng nhau ra vườn, chăm sóc vườn tiêu của mình thật tốt. Và xin được cảm ơn hai vị dưỡng giả đã tham dự chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị vào chương trình kỳ sau. Alien chính gốc, thuốc đó diệt phòng luôn, tiêu chết nhanh chết chậm. Này khỏi lo nữa nè, thuốc là Alien, trừ nấm bệnh cho cây. Thuốc công năng lưu dần, gây tác động rộng nhanh, tác dụng mạnh hai chiều. Nấm bệnh rời xa cây trồng, phòng trừ bệnh cây tiêu, Alien ăn nồng đó nhiều.